Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2020, tại kỳ họp lần thứ 15, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4 tháng 4 năm 1972, cử nhân chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước, thạc sĩ xây dựng đảng chính quyền nhà nước, đang nghiên cứu sinh ngành chính trị học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông từng kinh qua nhiều chức danh chủ chốt như Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lữ Quang Ngời cho rằng đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi bản thân cần phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhà. Trên cương vị mới là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông hứa trân trọng, học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của những người tiền nhiệm, đem hết tâm sức phát huy cao độ quyền hạn và trí tuệ của mình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý. Thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật hành chính, gương mẫu trong đạo đức lối sống, công tâm trong hoạt động công vụ và không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông cũng nhấn mạnh, với sự tự hào và niềm tin là vùng đất học, vùng đất địa linh nhân kiệt, với truyền thống lịch sử vẻ vang, toàn tỉnh tiếp tục khơi dậy tình yêu quê hương, trách nhiệm của cộng đồng xã hội để chung tay góp sức, hiến kế xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh, bà Phạm Thị Nở, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.